đá ít được thôi nha, nhưng mà đá của con có gì đừng có đi đắp được cho con, đá gì bỏ nửa ly thôi, nửa ly của con có như nửa ly xà sữa, xà sữa bỏ nó đá được nhiều quá, con không có hợp với hút màu vàng, lấy hút màu xanh cho con đi, đúng rồi, con lấy tay bụi đi, cái này vàng đi. Ủa chị bán dép, sao dép chị đem mà chị ném tùm luôn, tiếc quá vậy. Tao nói mày nghe này, tao bán xe con thỏ này giá 200.000, bọn nó dám phá giá còn 150.000. Tao bán xuống 150.000, bọn nó dám phá giá còn 100.000. Bây giờ tao sẽ tụt quần luôn cho bạn mày xem nhá. Đây, bây giờ cái dép thỏ hồng này thì tao bán giá 80.000, còn đôi dép màu trắng này bán 10.000 thôi. Tổng cộng là hai đôi còn có 80.000 thôi, nhanh tay ạ. Tại sao em lại phỏng vấn vào vị trí livestream bán dép hả Nhung? Tại nghèo chị ạ, nghề chọn người chứ em cũng đâu có muốn đi bán dép đâu. Chị tuyển nhân viên quanh năm nên là rất vui với ý tưởng của em là một người thật thà. Thế lương thưởng bên nhà chị bán dép như thế nào hả chị? Nếu cao thì em làm, còn không thì thôi. À, lương bên chị cũng thấp em nha, bán được thì còn lương, chứ bán mà không được còn hư dép thì âm tiền đấy. Nghe hấp dẫn ha, em chưa thấy bên nào thật thà bên chị. Mà dép thì giá bán có quá cao so với thị trường không? Khó hay là dễ bán? À, dép thì bán siêu rẻ, chỉ có 65-80.000 thôi, giá tận xưởng đấy, nhưng mà bán hơi khó. À vậy à, thế thì em sẽ tham khảo thêm một vài bên nữa. Chừng nào mà không ai thuê, biết bắt quá thì em sẽ qua công ty bên chị nha. Ừ, ok em lượn đi, khi nào thích thì quay lại. Chị cũng phỏng vấn 4-5 bạn nữa, nhưng mà chắc cũng trượt cả thôi. Chị cũng sẽ an ủi mấy em bằng cái câu là về nhà đợi kết quả. Em thấy có công bằng không? Anh cũng chỉ biết vui cho anh thôi, chứ anh đâu quan tâm gì tới ai đâu mà anh nói công bằng. Tình yêu vỡ tan cứ quay đầu.